triển để khẳng định giá trị, tạo nên những diện mạo mới, đem hình ảnh Long Biên đến các miền Tổ quốc. Những nỗ lực hết mình để dấu ấn của quận Long Biên lan tỏa đậm nét trong sự phát triển của Hà Nội. Dấu ấn đó góp phần tạo nên những thành công nối liền quy hoạch đô thị văn hóa, kinh tế trong thời đại khoa học công nghệ 4.0. Văn hóa tinh hoa Long Biên mang ấn tượng khó phai là làng nghề truyền thống Lệ Mật, một trong những trải nghiệm khó quên của du khách khi tới thăm quê hương truyền thuyết Thập Tam Trại. Đặc trưng làng nghề hòa quyện cùng với khát vọng quảng bá văn hóa địa phương, quận Long Biên tự hào với truyền thống di sản văn hóa làng nghề Lệ Mật và nhiều danh thắng tại địa phương. Cùng với đó là những thay đổi về chất lượng cuộc sống, môi trường, văn minh đô thị và cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại đồng bộ. Long Biên tiên phong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại tiên tiến để người dân, tổ chức doanh nghiệp có được sự phục vụ chu đáo, nhiệt tình, thuận tiện trong đời sống kinh tế xã hội. Những cảm nhận đặc biệt khó quên trong mỗi người dân. Chất lượng cuộc sống được ghi nhận, thành quả đầy tự hào, điểm tựa tạo sức bật mới cho những bước phát triển của Long Biên trong thời gian tới. Một hành trình luôn vươn lên để chinh phục mọi thử thách qua các con số biết nói. Quận Long Biên hòa cùng thành công chung của thành phố Hà Nội, tự hào có được niềm tin, sự cộng hưởng từ người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Và hành trình ấy tiếp tục được tăng tốc, hướng tới tương lai nhanh hơn và cao hơn, gặt hái những thành quả mới, tự hào mang trên mình một phần truyền thống rực rỡ của Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội.